sao bằng đêm đó hộ trời? Ừ, bằng đêm bữa ngày á, sáng. Của mình lặt hành lâm vậy? Gì? Lặt hành lâm vậy? Hồi đêm nhà ăn gì ba? Hồi nó nấu nồi cháo nè, mình bưng về nhà mình ăn. Có nữa hả? Có chứ. Im ha. Im chứ. Nấu cháo làm gì à? Giới thiệu cho các bạn xem ai. Cháo, 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 ớt. Ít đồ. Ớt nhái nữa hả? Nhái luôn. Đâu, ai mà nhái đâu ạ? À? Nó, thằng bánh kìa, thằng đẹp trai không? Đâu? Nó ớt, ớt, ớt. Làm gì anh bạn? Ôi trời mà, nhấp mấy giọt ớt rồi ơi. Đâu? Trời ơi. Kìa, nhấp kìa. Thấy ham chứ. Đây nè các bạn, đây là cô gái chuyên về tới nách của mấy anh em mình mới đi bắt về các bạn ơi. Nắp giờ tới chừng rồi bạn. Ừ, nhóc chơi mới bằng xong. Được mấy con ếch nha. Đây là nồi cháo mình chuẩn bị. Mình nấu cháo là gọi là nấu cháo ếch với nhái lộn xộn. Cảm ơi. Nó cài ra mày nha. Đây các bạn ơi. Ừ. Giờ sẽ làm gì thôi. Cái men này đứng ngồi quay cho người ta ăn. Cái tỏi. Uống. Tục xem mà nha. Bấm nhảy. Có báo sạch không cha? Mới rửa rồi đó. Mình đó. Bận gì vậy? Hết bận luôn không? Bao nhiêu ba? Bận như được ba. Như các bạn, đây là nhái nè. Thử hết luôn đi. Thử hết đi. Trả lên. Lắc cháo à. Lát thì mình nhảy được đúng xong. Rồi mất tiêu trời này, nó nghe. Đây vô. Đây là để bột ngọt. Thơm. Im. Thơm rồi đó, chín rồi đó. Chín rồi sang ơi. Quá ngon ngon. Rồi sang ơi. Da lớn, cái này là quá im rồi sang. Chín rồi sang ơi. Lẹ lên sang ơi. Nhưng mà làm cho ai? Sao nắm xoay vậy anh ta? Thôi gì đều luôn. Làm giống mày. Thôi để ăn. Đừng mất trước. Biết cho làm gì đi. Ở đây. Đây. Thơm chưa? Này. Lâm á. Lâm nè. Lâm nè. Lâm mẹ. Gì dạ? Con có đi. Rồi. Lâm mẹ thôi. Em ôm quá. Nói. Giờ cái bó hành vô các bạn ơi. Có cắt hai gì luôn hả? Ừ. Chơi sao bạn luôn nè. Là tăng 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 sao bạn rồi xong giờ nhấc xuống dọn chén. Ăn
Vậy đổi nè, với muỗng ra đó, chén dưới đây luôn nha. Tô nó cái tô đi, thằng tô đi, tô đi lấy đi, đổ chi trời. Ừ tô em muỗng đi, đổ đừng ngấy ăn hạnh. Coi gì mày, cô đừng hỏi làm gì, nhắc xuống biết. Lấy ghế nhắc nọ. Là tăng. Đây, hàng trước. Giờ mình sẽ đi bơ ra trước ăn nha các bạn. Ăn đây. Cháo. Tụi mày ăn gì? Tao ăn cháo. Gì đồ gì rửa hết của tao, mày ăn cháo mà. Im mà. Im mà. Muốn cái đồ gì này hai thằng của thằng nè. Đó là hai thằng của thằng chưa? Bữa đó bị quýnh gọi là. Mày ăn cho mày có quá à. Ít đồ. Ê. Anh nè. Muốn cái đồ đầu tiên. Thánh thằng ơi đừng sang lại. Mày lăn hành gì ha? Okay. Ai rửa? Tao cũng hết tham luôn nè, mày ăn đi. Ăn luôn đi. Mày ăn luôn đi. Mày ăn luôn đi. Mày ăn luôn đi. Mày ăn luôn đi. Ta dục nè. Mày bị căng. Ta dầm ớt nè. Vô. Mà mày ăn á, ăn cái đồ ít cái này. Nhưng mà nếu mà chấm nè. Chấm gì? Chưa. Đó thì chấm này ngon. Ừ. Mắt vậy. Đâu đâu còn tiếp nữa. Cảm giác ăn xanh mà. Ngon. Ngon ha. Phơi ha. Phơi ha. Trời. Anh đồ thánh thần rồi kìa. Đồ gì kìa ngon kìa. Phơi á. Cay quá. Nãy mày không để ớt nhiều cho khó chấm. Cái gì? Tao để con chén trái hả? Mà mày gọi cái đồ phải không? Cho một cái. Nhớ là trái một cặp. Một cái. Cho một chén nước với gạo ok hả? Một nước thôi. Để chén nước rồi. Để ăn hồi với ói thôi, ra hết rồi. Không có gì nói kiếm vớt chèn chèn ba cái nhái đồ hồng chèn. Ngồi cái bên hộp cái thuốc không á.
ăn được chấm nữa. Nó chua, nó chua chua hay là nó cay hơn. Rồi, dốt. Đóng đóng cái nha. Còn không muốn à? Mà các bạn uống bia các bạn, uống bia nha các bạn, uống cháo uống bia. Đông cái bỏ ăn luôn. Cái cá không ơi.